Chào mừng quý anh chị và các bạn đã đến với video tiếp theo trên kênh Thần Số Gieo Hạt của chúng tôi ngày hôm nay. Chúc quý anh chị và các bạn sẽ có những giây phút thư giãn thật sự vui vẻ và hy vọng rằng với nội dung ngày hôm nay, quý anh chị và các bạn sẽ có thêm được thật nhiều những cái thông tin hữu ích. Và trong nội dung chính của video ngày hôm nay, xin mời quý anh chị và các bạn chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về nội dung như sau. Trước giao thừa, hãy vứt ngay 6 thứ cản tài lộc này ra khỏi nhà. Kẻo xui xẻo, ám vận bể trên trách tội. Như vậy là khi dọn nhà cuối năm thì gia chủ đừng quên vứt ngay những cái thứ cản tài lộc này ra khỏi nhà, chớ tiếc của mà giữ lại, kẻo thần tài trách tội, năm mới nghèo khó. Như vậy thì đây chính là những cái thứ mà bạn phải vứt ngay khi mà dọn nhà cuối năm, nếu không đừng trách vì sao mà năm mới khốn khó hay là làm ăn thất bại bể trên trách tội. Thứ nhất là gương vỡ. Thì người xưa quan niệm rằng gương là cái vật phẩm phong thủy giúp trừ tà. Nếu gương vỡ đồng nghĩa với việc đây là cái điểm báo chẳng lành cho gia chủ. Thế nên là những cái ngày cuối năm bạn hãy vứt ngay chiếc gương vỡ ra khỏi nhà để xui xẻo tránh xa, may mắn lại gần, năm mới đại cát đại lợi. Cái thứ hai là ví rách. Không chỉ là cái nơi để tiền, giấy tờ tùy thân, ví còn là một cái vật phẩm phong thủy có khả năng thu hút tài lộc. Vậy nên là khi dọn nhà đón Tết, nếu thấy ví đã quá cũ rách, hãy vứt đi. Đừng ngần ngại sắm cho mình những cái chiếc ví mới có màu phong thủy hợp với mình để năm mới tài lộc ập vào nhà, làm ăn suôn sẻ. Thứ ba là cái lịch cũ. Thời gian là một cái vòng tuần hoàn, chẳng ai có thể là khiến thời gian ngừng lại. Thế nên là trước giao thừa, bạn hãy vứt ngay những cái tờ lịch cũ ra khỏi nhà, kiểu phạm phải cái kiêng kỵ ngày Tết. Các cái chuyên gia phong thủy cho rằng cái việc giữ lại cái lịch cũ sẽ gây cản trở tài lộc, khiến năm mới của gia chủ không may mắn. Và thứ tư là thức ăn thừa. Thì thức ăn thừa, bánh kẹo quá hạn là những cái thứ bạn cần vứt ngay vào cái thùng rác khi mà Tết đến xuân về. Chẳng những giúp bạn tránh gặp phải những cái vấn đề sức khỏe, việc vứt cái đồ dùng hết hạn còn giúp ngôi nhà thông thoáng, thu hút các khí cho cả gia đình. Thứ năm là cái đồng hồ bị hư. Người xưa quan niệm rằng là đồng hồ chính là cái biểu tượng cho sự sống, vòng tuần hoàn. Thế nên là nếu giữ một cái chiếc đồng hồ trong nhà bạn thì sẽ tự chặn đường linh tài đón lộc của mình trong năm mới. Thứ sáu là giày hỏng. Những chiếc giày đã hỏng cũ chẳng những mà còn khiến cái sự nghèo khổ khốn khó đeo bám gia đình bạn. Trước cái thời khắc giao thừa, gia chủ đừng quên vứt ngay cái món đồ xui xẻo này để năm mới tốt lành, xong hỷ lâm môn. Quý vị thân mến, như vậy là trên đây chúng tôi đã chia sẻ với quý anh chị và các bạn là 6 cái đồ vật cần phải vứt ngay ra khỏi nhà trước khi mà năm mới đến. Mong rằng với video này sẽ giúp ích cho quý anh chị các bạn rất nhiều trong cái việc mà dọn dẹp nhà cửa và đón một cái Tết năm mới nhiều niềm vui, hạnh phúc và may mắn sẽ đến với gia đình của chúng ta. Xin được cảm ơn quý anh chị và các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu có bất kỳ băn khoăn hay thắc mắc gì, xin quý anh chị hãy ghi rõ rồi để lại lời bình luận bên dưới của video. Ban biên tập sẽ phản hồi lại các bạn trong thời gian sớm nhất. Nếu các bạn là những người lần đầu tiên đến với kênh Thần Số Gieo Hạt hoặc những ai còn chưa đăng ký kênh thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh để ủng hộ ban biên tập của chương trình. Sau đó hãy nhấn vào tín hiệu chuông bên dưới của chương trình để không bỏ lỡ những video hay nhất và mới nhất từ ban biên tập. Chúc quý anh chị và các bạn có những ngày tháng luôn vui vẻ, bình an và gặp nhiều may mắn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những nội dung tiếp theo của chúng tôi. Xin chào.